hôm nay chia sẻ cho cô chú anh chị một trải nghiệm thật thú vị về nghề nuôi ong. Đây là một trại ong ở Đắk Lắk. Đã nói nhiều về phấn hoa thì hôm nay có dịp đi chia sẻ cô chú anh chị về cách thu hoạch phấn hoa từ ong nuôi. Đây là một thùng ong, cả đàn ong, và mỗi thùng này là một đàn. Khi những con ong đi tìm mật, những cái nhụy hoa sẽ bám vào cái chân, vào hai chân sau, và khi ong chui vào trong cái tổ này thì vô tình sẽ làm cái lỗ này vừa con ong thôi. Còn khi mà chân của con ong bám hai cái phấn hoa ở hai viên phấn hoa ở chân thì con ong nó chui vào cái lỗ này, phấn hoa sẽ rơi ra, rơi ngược trở ra và rớt xuống những cái vỉ này. Thì mỗi khoảng 3 ngày người ta sẽ thu hoạch phấn hoa một lần, 3 ngày sẽ trút máng này một lần. Thì phấn hoa này là hoàn toàn là phấn hoa sạch do ông mang về. Đây có chú anh chị thấy mỗi con về thì tới thì sẽ có hai viên phấn hoa nằm ở hai chân sau. Con chui vào lỗ này, hai viên phấn hoa sẽ rớt ra. Và từng ngày như thế thì người ta gom lại để tạo thành những cái viên phấn hoa để cung cấp cho thị trường. Phấn hoa này là có tác dụng là làm đẹp da, rồi giúp tiêu hóa tốt,